Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của tin mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Lũ lụt tàn phá Trung Quốc trên diện rộng đặt ra yêu cầu thanh tra các lỗ hổng cấu trúc của đập Tam Hiệp. Kể từ khi bắt đầu được đề xuất vào những năm 1950, đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới, đã gây ra tranh cãi ở Trung Quốc và giờ đây đang đặt ra yêu cầu phải thanh tra các vết rạn nứt và những thiệt hại đến môi trường của nó. Mưa lớn đang hoành hành trên một nửa đất nước Trung Quốc khiến một chuyên gia thủy văn cảnh báo rằng dưới áp lực gia tăng, đập Tam Hiệp có thể vỡ và đe dọa hàng triệu người sinh sống ở đó. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, từ đầu tháng 6, mưa lớn và lũ lụt trên diện rộng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của ít nhất 11,2 triệu người tại 26 tỉnh thành trên khắp miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Hơn 9.300 ngôi nhà đã bị phá hủy và 171.000 ngôi nhà khác bị tổn hại nặng. Thiệt hại tài chính đã vượt quá 24,1 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ. Theo dự báo, đợt mưa lớn kỷ lục này sẽ tiếp tục kéo dài trong 10 ngày tới. Tại Quý Châu, một tỉnh miền núi phía Nam Trung Quốc, lượng mưa có lúc lên tới gần 5 mét, cao hơn nhiều so với ngưỡng cho phép. Lũ lụt ở huyện Diên Hà khiến nước tràn qua một cây cầu, tạo thành thác lũ cuốn trôi những ngôi nhà phía dưới. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Lưu, một cư dân của quận Kỳ Giang phía Tây Nam thành phố Trùng Khánh nói, lũ lụt như một nồi lẩu đang sôi. Đây là hồi chuông cảnh báo cho phần còn lại của Trung Quốc. Nếu bây giờ đập Tam Hiệp bị vỡ thì hạ lưu sông Dương Tử, một trong những vùng đất màu mỡ và đông dân nhất, sẽ bị đặt vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng. Ông cảnh báo, sức ép từ hai đầu. Được xây dựng với mục tiêu đặt ra là thuần hóa sông Dương Tử dễ bị lũ lụt và tạo nguồn năng lượng sạch. Dự án khổng lồ trị giá 180 tỷ nhân dân tệ, tương đương 25,4 tỷ đô la Mỹ đã trở thành vấn đề nổi cộm bởi nạn tham nhũng và tác động với môi trường. Hơn 1 triệu cư dân bị cưỡng chế di rời. Điều này càng làm gia tăng sự phẫn nộ từ công chúng. Ông Wang Weilu, một nhà nghiên cứu thủy văn của Trung Quốc, hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức, nói với The Epoch Times. Có hay không việc đập Tam Hiệp có thể đóng vai trò ngăn chặn lũ lụt trong tình hình hiện tại? Hay là ngay từ đầu chính phủ Trung Quốc đã lừa dối nhân dân thì những năm vừa qua đã cho mọi người thấy rõ rồi. Ông Wang cho biết sông Dương Tử chảy qua 11 tỉnh thành miền Trung và miền Tây của Trung Quốc, bao gồm Tây Tạng, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc và Thượng Hải. Nhiều khu vực có mực nước dưới mực nước dự trữ trong hồ khiến họ bị đặt vào vị trí dễ dàng bị dòng nước lũ cuốn trôi. Nhiều năm qua, giới chức đã không ngừng bịt miệng những ai lên tiếng chỉ trích con đập. Về vấn đề đập Tam Hiệp, The Epoch Times gọi điện cho Phan Xiao, một kỹ sư cao cấp của Cục Khai thác Địa chất và Khoáng sản Tứ Xuyên của Trung Quốc. Ông Phan cho biết, ông vừa được cấp trên chỉ thị không nhận phỏng vấn của truyền thông nước ngoài. Tuy nhiên, ông Phan đã viết rất nhiều về các vấn đề xung quanh đập Tam Hiệp. Chẳng hạn, trong một bài báo xuất bản năm 2004 đã tìm hiểu về vấn đề động đất và lở đất xuất phát từ hồ chứa nước. Một bài viết khác vào năm 2016 của ông đã tính toán chi phí giải tỏa mặt bằng và đền bù di dân địa phương, cũng như đặt câu hỏi về sức chứa tổng thể để ngăn ngừa lũ lụt. Có một mâu thuẫn cơ bản giữa cư dân vùng thượng lưu và vùng hạ lưu, ông Wang cho biết. Khi có mưa lớn, thượng lưu cần xả lũ, nhưng hạ lưu thì lại không thể chống đỡ được lũ lụt. Ông Wang nói, đập Tam Hiệp phải chịu sức ép từ cả hai đầu. Hiện tại, hồ chứa đang giữ mực nước thấp hơn bình thường để đảm bảo an toàn cho con đập. Các vấn đề có tính hệ thống. Trong những năm qua, các thông tin trên truyền thông của Trung Quốc đã đem đến cảm giác thiếu tự tin về đập Tam Hiệp. Năm 2003, một tiêu đề bài viết của Tân Hoa Xã cho thấy con đập có thể chịu được lũ lụt trong 10.000 năm. Năm 2007, từ ngữ đã thay đổi thành 1.000 năm, sau đó vào năm 2008 là 100 năm. Và vào năm 2010, một người dẫn chương trình truyền hình CCTV đã trích dẫn Ủy ban Tài nguyên Sông Trường Giang, cơ quan giám sát trực tiếp lưu vực sông Dương Tử, nói rằng người dân không thể đặt mọi hy vọng vào đập Tam Hiệp. Năm 2019 đã chứng kiến rất nhiều cuộc tranh luận rộng rãi về tính toàn vẹn của cấu trúc con đập. Những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy rõ ràng con đập đang bị cong, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ vỡ đập. Mặc dù công ty vận hành đập Tam Hiệp đã bác bỏ những quan ngại này, chỉ ra những yếu điểm của hình ảnh từ vệ tinh của Google, nhưng rốt cuộc họ đã thừa nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng con đập đã bị chạch gần 2,7 cm.
Công ty cho biết điều này nằm trong biên độ chấp nhận được. Giới chức cho biết họ đang tiến hành xả lũ tại khoảng 980 hồ chứa nước dọc theo sông Dương Tử. Tuy nhiên, họ đang lưỡng lự cân nhắc việc xả lũ bên trong đập Tam Hiệp, mặc dù mực nước đã vượt quá mức cho phép 2 mét và có thể gây lũ lụt bất cứ lúc nào. Gần đây, cư dân mạng đã lưu hành một video cáo buộc chính quyền bí mật xả lũ mà không thông báo trước, khiến thảm cảnh của họ trở nên tồi tệ hơn. Ông Quang đang kêu gọi cư dân sống gần đập Tam Hiệp chuẩn bị bộ dụng cụ cấp cứu để tự bảo vệ bản thân. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ đứng ra chịu trách nhiệm đâu. Đối với họ, mạng người chỉ là con số mà thôi. Ông Chen, một người dân ở tỉnh Tứ Xuyên thổ lộ, ông đang lo lắng rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đem lại cho Trung Quốc một tương lai thảm khốc hơn nữa. Ông Chen nói với đài truyền hình NTD, một công ty con của hãng tin The Epoch Times. Chính phủ đã biến đập này thành một dự án để phô trương. Sau những hậu quả tai hại mà người dân phải gánh chịu, họ nhất định sẽ tính sổ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mưa lớn dẫn đến lũ lụt ở khắp nơi trên toàn quốc. Theo giới chức, lượng mưa lớn đã gây ra thảm họa lũ lụt nghiêm trọng ở 26 tỉnh của Trung Quốc với hơn 11 triệu người mất nhà. Tuy nhiên, người dân địa phương còn nghi ngờ rằng chính quyền cũng đang bí mật xả nước trong các hồ chứa đầy nước mưa, làm cho tình hình lũ lụt càng trở nên tồi tệ hơn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc MWA tuyên bố rằng kể từ tháng 6, mực nước của hơn 198 con sông tại nước này đã lên đến mức báo động, có nghĩa là các bờ sông có thể bị vỡ nếu không thoát nước kịp thời. Bộ này cũng cho biết mực nước của 25 con sông đã đạt mức cao hơn mức cảnh báo, nghĩa là tính mạng của người dân đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Dự báo cho các khu vực này sẽ tiếp tục có nhiều mưa lớn hơn nữa. Cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA đã đăng một thông báo báo động màu vàng, là mức báo động thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp. Điều đó có nghĩa là lượng mưa đã đạt tới 50mm trở lên trong vòng 6 giờ qua. Cụ thể, các tỉnh Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy và Giang Tô cũng như Thượng Hải sẽ có mưa lớn trong vòng 24 giờ tới. Đỉnh điểm của lượng mưa có thể đạt tới 200mm. Nghi Sương là thành phố nằm ngay dưới chân đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc đã bị lũ lụt nghiêm trọng do lượng mưa lớn. Nước ngập đầy tầng hầm của nhiều công trình trong thành phố. Cư dân mạng Trung Quốc liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh người đi bộ rơi xuống cống và xe ô tô bị lũ cuốn trôi. Đập Tam Hiệp bắc qua sông Dương Tử. Kể từ giữa tháng, các khu vực thượng nguồn của dòng sông đã có nhiều trận mưa lớn làm đầy hồ chứa của con đập này. Người dân nói với The Epoch Times rằng họ nghi ngờ chính quyền đã bí mật xả nước từ hồ chứa của đập Tam Hiệp. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Zhang cho biết mỗi năm cứ đến mùa này là mưa, lượng mưa năm nay không lớn hơn các năm trước. Tại sao lũ lụt lại tấn công Nghi Sương năm nay? Ông cũng nói thêm rằng lượng nước dư thừa từ hồ chứa có thể gây khó khăn để nước mưa chảy ra sông Dương Tử, do đó gây ra lũ lụt. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với The Epoch Times, ông Wang Weilu, một nhà thủy văn người Trung Quốc hiện đang cư trú tại Đức, đã nói rằng hồ chứa nước là một hệ thống rất mong manh. Khi phải đối mặt với rủi ro an toàn do chứa quá nhiều nước, họ sẽ xả nước mà không báo trước. Đơn vị điều hành đập là tập đoàn đập Tam Hiệp Trung Quốc gián tiếp xác nhận rằng họ đã xả nước từ hồ chứa. Trong một thông báo, công ty này cho biết rằng vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm đó, tất cả 82 tổ máy thuộc sở hữu của công ty chúng tôi tại các đập Tam Hiệp, Cát Châu Bá, Khê Lạc Độ và Hướng Gia Bá đã đưa vào hoạt động. Đây là lần đầu tiên tất cả các tổ máy đều được đưa vào hoạt động cho năm 2022. Để tạo ra nguồn điện, cần xả nước từ con đập. Bao Zheng Feng, giám đốc bộ phận tài nguyên nước tại công ty con của China Yangtze Power Company, nói với truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã rằng lý do con đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động là vì lượng nước chảy vào hồ chứa đáp ứng yêu cầu để bộ phận phát điện hoạt động. Cả công ty và phương tiện truyền thông nhà nước đều không đề cập đến nguy cơ lũ lụt do xả nước. Cho đến nay, giới chức chưa công bố số người tử vong. Nguy cơ lũ lụt tăng cao. Hồ Tai ở tỉnh Giang Tô lần đầu tiên bị ngập trong năm nay. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo rằng mực nước Hồ Tai sẽ tiếp tục tăng trong 2 ngày tới do mưa lớn. Cơ quan này dự đoán sông Hoài gần đó trải dài qua các tỉnh An Huy và Giang Tô có thể sẽ vỡ bờ. Giới chức cho biết sông Ô Tô Lý ở phía đông bắc tỉnh Hạc Long Giang, sông Đại Độ ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, sông Kỳ Thủy ở phía tây nam thành phố Trùng Khánh, sông Gia Lăng chảy qua Tứ Xuyên và Trùng Khánh.
sông Ngô ở phía tây nam tỉnh Quý Châu, sông Ran ở trung tâm tỉnh Hồ Nam, sông Dương Tử ở tỉnh Hồ Bắc, sông Trương ở tỉnh An Huy và nhiều con sông khác đều đang trong tình trạng nguy hiểm. Tứ Xuyên là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở quận Mai Ninh, giết chết ít nhất 12 người. Đến nay đã có ít nhất 10 người mất tích. Cô Quang là một khách du lịch đến từ thành phố Miên Dương, đã đến thăm khu vực này với bạn bè và đã chia sẻ với The Epoch Times trải nghiệm của mình. Và lúc 2 hoặc 3 giờ sáng, chúng tôi nghe thấy ai đó gõ vào cửa sổ của chúng tôi. Chúng tôi mở cửa sổ và thấy một ông già đang đứng dưới nước lũ. Chúng tôi đã giúp ông lão vào phòng và thấy ông ta bị thương khắp người. Chân ông ấy bị chảy máu. Cô Hoàng nói thêm rằng khách sạn nơi cô ở không gửi cô bất kỳ cảnh báo nào khi trận lụt xảy ra, nhưng đã sớm điều tất cả các nhân viên họ đi từ trước. Cô Hoàng cùng các bạn đã gọi cho cảnh sát vào lúc nửa đêm, nhưng họ chỉ được giải cứu vào vài giờ sau đó. Vào khoảng 6 giờ sáng, nước ngập sâu phải tới 1,5m đến 1,6m. Cô mô tả và cho biết các cấu trúc nhỏ của khách sạn đều đã bị trận lụt cuốn trôi đi mất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.